Bảo Anh trở lại âm nhạc sau khi rút khỏi Chị Đẹp Đạp Gió Để Sống. Sau khi tuyên bố rút khỏi chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Để Sống, Bảo Anh khiến nhiều khán giả lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của cô. Trong chương trình, khán giả nhận thấy Bảo Anh có nhiều dấu hiệu bất ổn như dễ khóc, không kìm được cảm xúc. Sau khi nữ ca sĩ tuyên bố rút lui khỏi chương trình vì lý do sức khỏe, người hâm mộ lại càng lo lắng cho cô hơn. Mới đây, Bảo Anh bất ngờ trở lại đường đua âm nhạc, kết hợp cùng với ca sĩ Trang ra mắt MV Có Anh Ở Đây vào dịp lễ tình nhân 14 tháng 2. Ca khúc có giai điệu từ trẻ, nhẹ nhàng, không nói về chuyện yêu đương, mà nhấn mạnh tình cảm giữa những người xem nhau là tri kỷ. Bảo Anh cho biết, khi vừa nghe ca khúc này, cô đã lập tức bị lôi cuốn và đồng cảm cùng ca từ, nội dung, ý nghĩa của bài hát. Nữ ca sĩ chia sẻ, bài hát giống như món quà chữa lành bằng âm nhạc dành cho chính bản thân mình. Mong ca khúc này sẽ xoa dịu những tâm hồn đang tổn thương, để ta biết trong ta vẫn có một đứa trẻ cần được ôm ấp, cô nói. MV được quay tại Phú Quốc trong không gian ngập tràn ánh nắng, giống như những thước phim ghi lại mọi khoảnh khắc hòa mình tận hưởng cuộc sống tự nhiên của Bảo Anh và Chen. Chen tên thật là Nguyễn Quang Anh, được khán giả nhớ đến khi thể hiện một đoạn trong MV Luôn Yêu Đời của Đen Vâu và từng tham gia chương trình Big Stone Big Tell. Bắt đầu sáng tác từ năm nhất đại học, Chen hiện sở hữu hơn 30 ca khúc. Về phía Bảo Anh, cô vốn quen thuộc với các ca khúc buồn vì tình yêu như Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng, Yêu Một Người Vô Tâm, Cô Ấy Của Anh Ấy. Sau khi rút khỏi Chị Đẹp Đạp Gió Đã Sống, nữ ca sĩ đã có sự xuất hiện tràn đầy năng lượng trong sản phẩm âm nhạc lần này.